Xin chào anh em, đã quay lại kênh của Thành. Hôm nay mình nhận một chiếc nó khá đặc biệt nha anh em. Nó hợp rất là khó chịu luôn. Thì chủ xe cũng đi thay rất là nhiều đồ á, là từ TBS nè, họng xanh nè, kim phun nè, rồi bu ri, mô bin xương nữa, các kiểu nó vẫn không hết được. Thì qua đây mình thấy nó hợp, mình chỉ cần nẹt ga lên á. Đó, nghe nó rất là tành nha. Rất là tành. Đó, thì rất là khó chịu. Đó, chạy không được luôn, hầu như là lên xe anh em chạy chỉ có 40-50 thôi chứ không chạy được. Rồi cái phốt nước này nó xì nè. Thì chủ xe hay nói là anh dán keo lại dùm cái lỗ này nó đỡ xì. Nó không phải nha anh em, không phải như vậy đâu. Mình tháo cái bộ cốt bơm đây nè, phốt cái cốt đây nè, nó xì đây, thuộc hàng là xì quá nhiều nè, nó chảy nè. Đó, lâu ngày nước mát với nhớt nó hò ở trong máy nó tuôn ra thì nó sẽ đóng như này. Thật ở đây là quá nặng nha. Thường thường nó thấm ở đầu ống thôi, này nó thuộc hàng là nặng. Rồi máy này rất là kêu. Đó, rồi mình sẽ canh chỉnh lại cho chủ xe nha. Rồi, tiến hành mình sẽ vào việc làm. 60.3 đợi tiệm mình cũng khá là lâu này, giờ đóng bụi này, giờ bắt đầu mới lôi ra làm. Thì canh chỉnh qua này ráp máy rồi, giờ là mình sẽ nổ máy thử. Đó, quá lực nha, chắc lừ nha anh em. Rồi thì cái xe này á, là 60.3 úp đầu lòng. Thì hồi trước xe này là 58.3, thì làm chỗ khác á, mình qua đây chủ xe muốn là build lại là lên trái 60.3 này, mất hút xe làm lại hồng xăng lớn này, kéo ra nó mượt, nó nhẹ bao nhẹ luôn nha, nhẹ như zin nha anh em. Rồi cam có cam BT và lò xo đầu BT nữa, chạy cực kỳ ngon lành luôn, máy rất là mượt, rất là nhẹ, rất là lanh luôn. Nổ máy lại thử này. Đó, bấm một cái là nổ nha, lành lắm. Nói chung á là mấy cái cấu hình nhỏ là từ 62, 60.3 đó, thì anh em cứ đi cái cam nó vừa nhỏ nhỏ thôi đó, có mẫu 0102 rồi đó anh em, thì đi rất là mượt nha, đi rất là ngon luôn, nên là dạng cảm giác nó sướng cái tay lắm. Còn anh em mà đi ham đi cam lớn là thực sự là chạy không được, không ngon lành gì nha. Rồi bỏ qua chiếc xe này, thì đến chiếc xe này hôm qua là có chia sẻ là nó bị hụp rất là nhiều, thì anh em cũng đi thay nhiều chỗ này, thay mô bin sườn, thay bu ri, rồi thay gì TBS này kia, lọc gió rồi kiểm tra hết các kiểu, nó vẫn bị hụp nha. Thì cái này thì nó hụp theo cái cách là hụp sâu và hụp một cái đường ngang luôn á, hụp dạng như là hụp mà nó không phải hụp một cái nó lên, mà cái này nó hụp một sâu luôn, kiểu như nó thiếu hơi á. Thì cái xe này á, mình tháo ra cao su bắp nó rơ muốn rớt luôn. Thay hai cao su bắp với sấy số bắp này lại, làm cho nó hơi háo nó kín lại, giờ nổ phát một luôn là không hợp nữa, mượt mà luôn. Làm vậy đi, nổ máy làm đi. Đó thì nổ máy thử ha, đạp đi. Cho đạp cũ đời hư rồi đó. Không hợp nữa nha, kéo ga nào là có ga đó nha, rất là lanh. Rồi xe hơi dơ xíu, đi rửa xe nữa là ok nha. Thì những cái dòng Winner này nó rất là dễ bị hụp nha, hụp rồi khó nổ, tắt máy, khó đờ này kia, đủ các kiểu hết á. Thì bên mình có nhận fix lại nha, đảm bảo là ok, hết sạch luôn nha anh em luôn, hết bệnh luôn. Rồi địa chỉ ở góc trái màn hình, anh em nào cần thì cứ liên hệ nha. Địa chỉ mình á, anh em nào muốn biết cái tình trạng xe mình như thế nào thì có thể nhắn tin Zalo trước, số điện thoại Zalo luôn. Đó, cái số đó thì anh em cứ nhắn tin vào đó rồi có gì mình sẽ trả lời ha. Còn nếu anh em nào muốn check in hơn thì cứ tới tiệm mình kiểm tra xem rồi ok giá cả thì dứt thôi nha. Rồi chào tất cả anh em.